Beetle Fang cùng quay trở lại với Fit for Woman. Tại ngày hôm nay Trương Nhi cũng rất là vui là sau một vài số trước thì có rất là nhiều phản hồi cho thấy là những cái chia sẻ của anh Video giúp cho họ có một cái thân hình rất là hoàn hảo rồi. Nhưng mà hôm nay quay lại với số này thì có một số câu hỏi đó là cường độ tập luyện mỗi ngày hàng giờ luôn thì nó sẽ giảm cân, như vậy đúng hay là sai? Cân nhắc thôi em ơi, tại vì mình sẽ chọn cho mình là những cái đối tượng như thế nào. Thì đối với những cái đối tượng là người làm việc văn phòng, những người bình thường làm việc ở ngoài giờ hành chính mà họ tập cái cường độ họ liên tục hàng giờ như vậy giúp cho họ giảm cân hay không, thì anh có thể đánh giá ở đây là nó sẽ không, chưa hẳn là phù hợp. Nhưng đối với lại những người vận động viên thì em thấy rồi đó, người ta tập hàng giờ và đó là công việc của họ thì với họ là mục tiêu khác. Vậy thì cường độ như thế nào sẽ là hiệu quả nhất hả anh? Ok, đối với là tập luyện thì mỗi buổi tập của mình sẽ dao động từ khoảng 40 cho đến 60 phút. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái khoảng thời gian các bạn tập trong khoảng thời gian này, cường độ hợp lý nó làm cho tim của mình hoạt động. Thì tất nhiên tim mình hoạt động nhiều mình cũng phải có cái khoảng thời gian nghỉ. Và nếu tim hoạt động với cường độ cao thì chắc chắn nó sẽ bị mệt. Thì khi mà bị mệt như vậy rồi thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là tập luyện của mình những cái giờ sau nó lại không có hiệu quả. Thì thông thường anh thấy là 1.5 tiếng là các bạn đã nên nghỉ cool down, có thể là nửa tiếng còn lại dành cho cái việc là mình giãn cơ. Mình nghỉ ngơi cho cơ mình có thể nhanh chóng hồi phục lại sau cái buổi tập của mình. Và hy vọng các bạn sẽ theo dõi tiếp Fit for Woman số tiếp sau nhé. Chạy bộ tại chỗ lên xuống như thế này giúp cho các bạn đẩy nhịp tim của mình lên cao, đốt năng lượng nhanh, đốt mỡ thừa, đồng thời rất là an toàn cho những người mới tập. Các bạn nghĩ như thế nào nếu như bài tập lunge của mình thêm phần thử thách hơn, nếu đặt chân của mình lên trên bậc và nhảy lên như thế này? Không những giúp cho mình tăng hệ tim mạch của mình lên, cardio đốt mỡ, mà ngoài ra còn giúp cho mình xây dựng hệ thống cơ săn chắc của phần thân dưới, đùi và mông. Ok, với những cái bài tập cầu thang các bạn như thế này thì mình có thể tập ở bất kỳ đâu, có thể là ngoài khuôn viên, có thể là tại trung tâm, những nơi mà sẽ có những cầu thang như thế này, nó sẽ cho các bạn thêm phần thử thách để giúp cho mình cải thiện tim mạch, tạo sức bền. Chúc các bạn thành công.